Quý vị và các bạn đang đến với vòng 2 của chương trình Ai Cũng Bật Cười mang tên Gương Cười. Ở vòng này, hai đội, mỗi đội sẽ cử ra một thành viên làm nhiệm vụ. Một đội sẽ mô phỏng lại hành động của đội đối phương. Đội nào xử lý nhanh, giống và có những ứng biến linh hoạt, thông minh, đội đó sẽ giành chiến thắng. Các bạn đã rõ chưa? Và tôi xin tuyên bố, ở vòng 2 vòng thi Gương Cười, đội Thiên Thần Gãy Gánh lại tiếp tục thi trước. Chào hai bạn heo. Chào bạn heo. Chào bạn heo. Bữa nay giọng bạn heo bị gì vậy? Liên thanh đó bạn. Liên thanh đó bạn. Mình liên thanh, mình hát cao quá, mình bị khang tiếng đó bạn. Mình liên thanh, mình hát cao quá, mình bị khang tiếng đó bạn. Mình hát vậy nè. Mình hát vậy nè. Mi ya, mi gói a mi ya. Mi ya, mi ăn da. Ủa, bạn luyện thanh làm gì vậy? Mình mơ. Mình hát bài ca hy vọng. Bạn bay được, bạn chị mình bay với. Bạn bay được, bạn chị mình bay với. Muốn học bay như mình không có dễ đâu mà nghe. Mình không chịu. Mình muốn bay cơ. Mình muốn bài cơ. Rồi, muốn bài đúng không? Ừ. Mình sẽ dạy cho bạn bước đầu tiên để tập bài. Đây. Phải canh thời gian đàng hoàng. Bây giờ bạn hít lên xà và tôi sẽ đảo đồng hồ cát này. Chừng nào đồng hồ cát chạy hết là coi như kết thúc cái luyện tập này. Hiểu. Rồi, chuẩn bị nha. Bắt đầu. Sắp hết rồi. Ráng lên. Hết rồi. Hay quá. Rồi, bây giờ bên đây. Rồi, bắt đầu. Ôi ơi, trời, sao lên sớm quá vậy? Quay ngược thời gian trở về với tuổi thơ. Trời ơi, cố lên, sắp hết rồi. Cái đồng hồ này hư rồi, bực mình quá. Mình thích lắm. Làm lần nữa nè. Làm lần nữa. Chết à. Này nó con khỉ với con heo gì trời. Yeah. Qua bài tập khác đi bạn, trước qua khi bài kịp khác đi bạn. Trước khi một số người phải tắt thở. Trước khi một số người là tôi tắt thở nè. Bạn sẽ phải luyện tập với cục đá. Đây, cục đá của bạn. Nặng không? Nặng quá. Bây giờ cục đá có chịu đi không? Không chịu à, tôi sẽ khiêng theo kiểu này. Đá à? Thích đá quá. Ôi, mình thích đá quá.
Lên nè. Đứng lên nè. Rồi nhảy nè, nhảy đi, nhảy đi. Hay, hay quá, hay quá. Lăn lại nè, lăn vòng nè. Ê. Hay á. Đi phê sữa không à? Rồi dắt đi ăn luôn à. Hay quá. Đưa cho con ơi. Hít đất đi, đang ơi, đang ơi nè. Rồi lên nè. Ê. Hay quá vậy. Ơi. Trời ơi bỏng luôn. Xích lô, xích lô. Rồi, lăn nha. Và ở bài tập này, bạn sẽ có đồng đội trợ giúp. Đó là bạn Hữu Tính và Tiến Luật. Cái gì kìa vậy? Trời ơi. Bạn già ra hỗ trợ tôi hay hại tôi đây. Bạn ơi. À, bạn ơi. Bạn giúp mình với. Bạn giúp mình với. Bạn giữ cái chân mình chặt chặt nha bạn. Bạn giữ cái chân thật chặt nha bạn. Trời ơi. Hey, bạn giữ cái chân mình chặt luôn nha bạn. Ê đừng đá lên, đừng đá lên nha, đừng đá lên. Bạn giữ cái chân thật chặt luôn nha bạn. Thôi không được rồi. Không được rồi, không được rồi. Bạn ơi. Bạn giúp mình trồng khoai lang đi bạn. Đến nào. Bạn hãy móc vào cổ mình đi. Oh yeah. Cái đó không phải trồng chuối nè, cái đó trồng cái khác à. Bạn à, được rồi bạn ơi. Được rồi. Bạn ơi, như vậy tôi nghĩ cũng chưa được đâu. Mình làm xe cút kít bạn nhé. Vậy mình không nghĩ được đâu, mình làm xe cút kít bạn nhé. Con heo này thật độc ác. Heo là loài thánh thiện sao lại con heo độc ác như thế này vậy? Bạn à lên cổ nữa nhé. Thấp thấp bạn ơi, rồi đi từ từ nha. Ôi bạn ơi, từ từ, cắm đầu. Bạn à, cẩn thận rồi, bạn đá vô mặt tôi đó bạn ơi. Tới rồi. Xong rồi đó. Bay được chưa? Bay được chưa? Làm sao mà bay được? Bởi vì bạn là heo mà. Bay được là chỉ có chim két như mình thôi. Làm gì vậy? Mấy đứa rảnh là nên bị ăn bọt tai. Là nên ăn bọt tai. Rảnh. Được rồi, không được rồi. Với 1001 chiêu thức hành hạ và hãm hại của Trấn Thành mà Hứa Minh Đạt cũng không hề hấn gì. Trước sự ứng biến thông minh như thế này, ban giám khảo của chúng ta sẽ chấm điểm tuyệt đối cho đội thiên thần gãy cánh nữa chứ. Mình bye bye mình hát bài ca hy vọng. Bạn à, được rồi bạn ơi. Dù cho đối thủ Hứa Minh Đạt có nguy hiểm thì Hữu Tính cũng không phải dạng vừa đâu. Trước khi đến với màn thử thách gương cười của đội dân chơi thứ thiệt, chúng ta hãy cùng xem ban giám khảo cho Hứa Minh Đạt bao nhiêu điểm nhé. Không còn biết nói gì hơn. Đội thiên thần gãy cánh hôm nay lại xuất sắc nữa rồi. Họ đã vượt qua rất nhiều thử thách. Và xin mời hai ban giám khảo. Và tới tiết mục này thì chúng tôi cũng không có gì để nói nữa. Chính vì vậy mà chúng tôi quyết định 1, 2, 3, 10 điểm. 20 điểm.
Và bây giờ xin mời quý vị đến với phần thi gương cười của đội Dân Chơi Thứ Thiệt. Heo ơi, heo à, heo ơi. Ngoại ơi. Ngoại đây, ngoại đây. Ngoại đâu? Ngoại đây, ngoại đây. Đây là ngoại hả? Đúng vậy, đây là ngoại. Đúng vậy, đây là ngoại. Nhưng mà tôi tới thăm ngoại nhiều quá, tôi chỉ biết là ngoại mùi rất là thơm, lại da trắng trẻo chứ không có đen như vậy đâu. Mà ngoại là thường hay lấy một cái khăn á, xong rồi ngoại chà lên người, xong rồi ngoại khoác lên người, lúc nào cũng thơm tho sạch sẽ hết. Vậy đưa ngoại cái khăn đi ngoại làm cho. Thì đưa ngoại cái khăn đi ngoại làm cho. Ngoại ơi, đây là cái khăn của ngoại nè, cái khăn yêu thích của ngoại, ngoại trà lên người đi. Đúng rồi. Ngoại ơi, đây là cái khăn của ngoại, ngoại trà lên người đi. Ngoại thích lắm. Ngoại thích lắm. Ngoại trà lên mặt đi. Ngoại trà thiệt mạnh. Ngoại trà thiệt mạnh. Ngoại lấy khăn, ngoại quất vô mặt ngoại. Ngoại lấy khăn, ngoại quất vô mặt ngoại. Ngoại sẽ chà vô răng. Ngoại sẽ chà vô răng. Ngoại nhìn cái khăn, ngoại nhớ tới trái dâu quá, ngoại sẽ ăn cái khăn. Cái khăn ngoại nhớ trái dâu quá, mà sẽ ăn cái khăn. Ngoại nhai, ngoại nghe nè, ngoại vừa ăn vừa nói chuyện nè. Ngoại nhai hơi ngoại chết luôn à. Ngoại ơi, giờ ngoại thơm tho sạch sẽ rồi, công việc tiếp theo là thường ngoại hay lên võng, ngoại nằm, ngoại ngủ và ngoại hát ru đó. Được, ngoại sẽ nằm võng đây. Dạ. Được, ngoại sẽ nằm võng đây. Ngoại nằm liền đây. Ngoại đưa. Ngoại đưa. Ngoại nằm. Ngoại nằm. Ngoại lại đưa. Ngoại lại đưa. Đôi lúc ngoại cũng té. Âu ơ. Âu ơ. Dí dầu. Dí dầu. Ngoại đổi thế nằm. Ngoại ơi, ngoại nằm sắp xuống đi. Ngoại đổi thế nằm. Vì chiều ý con, ngoại sẽ nằm sắp xuống. Dạ. Vì chiều ý con, ngoại sẽ nằm sắp xuống. Mà hai chân phải đưa lên võng nha. Rồi, được luôn. Trời ơi, cái này cũng khó lắm à. Ngoại ơi. Ngoại đưa nha. Ngoại vừa nằm, ngoại vừa cười. Ha 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 cho con nghe đi. Ha ha ha. Đau quá hả? Ngoại quỳ trên giọng. Bà ngoại này quỳ được, bà ngoại kia quỳ được. Bà ngoại này kia, bà ngoại kia bằng bà nội. Ngoại quỳ à? Dạ. Thôi được rồi. Thấy cái sức ngoại cũng có hạn đấy hả? Ngoại 70 tuổi rồi mà. Thôi bây giờ mình chuyển qua một cái thử thách khác. Đó là ngoại của con rất là thích ăn trái cây. Giờ con sẽ lấy trái cây cho ngoại ăn nha. Đưa đây cho ngoại. Đưa đây cho ngoại. Trái gì ngoại cũng ăn. Trái gì ngoại cũng ăn. Dạ, xin mời. Trái cây mà bỏ trong đây à? Trái cây mà bỏ trong đây à? Nho. 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 Nho này là của nhà mình trồng, cho nên rất là vệ sinh. Ngoại sẽ ăn, ngoại không lột vỏ. Nho này là nhà mình trồng, dây chỉ rất là vệ sinh. Ngoại sẽ ăn mà không cần lột vỏ. Ừ.
có hạt bên trong miệng ngoại nè. Có hạt bên trong miệng ngoại kìa. Ngoại nhai ngoại nuốt luôn. Ngoại nhai ngoại nuốt luôn. Một trái ăn không đủ với ngoại, ngoại ăn cả chùm. Trái ăn không đủ với miệng ngoại, ngoại ăn cả đùm. Nho ngon quá. Nho ngon quá. Ngoại tôi ăn một lúc ba trái. Trời ơi. Dạ. Hai trái à. Ba trái. Một trái à. Hai trái à. Ba trái à. Cái giấy dưới tao dưới một chút à. Rõ ràng là không phải như vậy. Bình thường là ngoại ta không hề thích ăn nho. Mà tại sao hôm nay lại ăn nho ngấu nghiến như vậy? Chứng tỏ có cái điều gì đó sai sai ở đây nè. Đúng vậy, ta không phải là ngoại. Đúng vậy, ta không phải là ngoại. Ta đã biết được con khó chứ không phải là ngoại của ta. Đây là một cầu súng. Hả? Súng à? Đúng. Thôi được rồi, tự bắn đi. Để ta tự xử. Tự bắn đi. Thôi được rồi, đưa lên để ta tự lấy. Không có con sói nào mà ngu hơn ta đâu. Không có sói nào mà ngu hơn ta đâu. Ta để cái súng sát mặt nè. Ta bắn tiếp. Đó. Bên kia bị ngứa rồi. Bên đây là lột da mặt nè. Để cái súng sát da mặt. Để cái súng sát da mặt. Đưa nghe con mắt. Lên con mắt. Suất này sẽ là suất cuối cùng. Suất này sẽ là suất cuối cùng. Ngày hôm nay tôi cảm thấy rất thỏa mãn về hai đồ chơi. Tôi nhìn thủ tính làm trò tôi mà tôi đứt ruột đứt gan. Quá dễ thương. Trời ơi, ta nói lúc mà nằm ở võng á giống như là cô Long vậy đó. Chính vì vậy á mà còn gì khác hơn. Mười. Mười. 20 điểm.